Chưng mắm theo cách này vừa lạ miệng, thơm ngon lại rất là hao cơm nữa. Bạn nào là fan của mắm thì đừng có bỏ qua nha. Hôm nay chấm sẽ thử bỏ cua xay vào trong mắm chưng, ăn sẽ như thế nào nha. Ở chỗ mình mua cua nguyên con á thì nó hơi bị khó nên chấm mua cái loại cua xay sẵn. Về mình hòa tan với nước và lượt qua rây nè. Tiếp theo là chấm cho hết cái phần nước cốt cua vào để nấu. Nước sôi lên á thì chấm sẽ vớt cái phần riêu cua ra. Phần riêu này á thì mình sẽ bỏ trực tiếp vào trong mắm chưng luôn. Còn phần nước á thì chấm sẽ giữ lại để nấu canh ăn. Để tiết kiệm thời gian chưng mắm á thì chấm sử dụng linh sặc xay nha. Cái loại này á thì đã xay mịn xương sẵn rồi nên mình ăn á sẽ không có bị lợn cợn nè. Mình có cho vào đây một ít hạt nêm nè, một ít hành tím, một ít đường và một ít nước mắm và cho thêm á là hai quả trứng vịt. Chấm thấy mình chưng mắm mà cho trứng vịt vào á thì mắm nó sẽ béo hơn. Và cuối cùng á là cho một ít tiêu vào. Cái mắm linh sặc xay này á thì chấm thấy nó vừa ăn rồi nên mình không cần phải cho quá nhiều gia vị. Ngoài mắm linh sặc xay thì bên nhà chấm còn có mắm tép nè, mắm thái nè, mắm cá lóc, mắm cá linh, mắm cá sặc ha, mắm cá chốt, mắm cá cơm và nhiều loại cá khác nữa. Để tô mắm được đẹp hơn á thì chấm có trang trí lên đây một ít lạp xưởng tươi nè. Lạp xưởng này á thì chấm được tặng. Nhìn có rau có thịt trông rất là hấp dẫn luôn. Mình cho tô mắm lên chưng tầm khoảng 40 phút là mắm nó cũng chín rồi. Và cuối cùng á là chấm có quét lên một ít lòng đỏ trứng để cho tô mắm của mình trông bắt mắt hơn nè. Rồi trang trí thêm một ít ớt và một ít hành tím nữa. Hôm nay ăn cùng với mắm chưng á thì chấm sẽ có là dưa leo nè, cà tím nè, rau xà lách mỡ và một ít rau thơm nữa. Đáng lý ra ăn kèm á là phải có đậu rồng, bông súng nữa mới ngon. Mình thấy chưng mắm theo cách này á vừa thơm ngon, lạ miệng lại ăn không có bị ngán nữa. Bạn nào là fan của mắm chưng á thì nhớ trải nghiệm một lần nha. Chưng theo cách này á đảm bảo cả nhà ai ăn cũng mê luôn nè.